Karaoke, oke. Hỏi mấy vậy? Mấy nhập hả? Mấy nhập không á. Mấy máy hỏi mày phải mấy triệu. Đâu có sẵn. Kiểu như mình tính nhanh lên được, tăng tốc không được. Máy này cắt đứt được cái dài này 5 ly phải không? Không cắt đứt rồi hả? Còn cắt máy này cắt ra không? Kỳ vậy? Đứt được chứ. Thấy anh cắt kìa phải không? Tia nó là vậy. Ừ. Tia nó xiên cắt xuống nó vô là phải đi thẳng rồi nó chạy chọc thôi. À. Đây ví dụ ở đây là kích thước 10 xuống dưới kia là nó sẽ bị le hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Mọi chi khác thôi.
3D kim loại này à. Sorry. Còn bên đây kim loại nó sao nó này nè. Một cái chỗ này, hai là chỗ kia. Thay tôi được không? Thay tôi trên đây được không? Tôi trên điện thoại luôn được không? Thế
Mẹ diễn nó mới lấy mấy bộ nữa đó, 3-5 bộ rồi. Sắc á. Đi lắm chứ. Đó là 7 cái bàn ấy.